nó là một cái lượng rất là hấp dẫn. Phô mai bò xúc xích nấm ngon lắm. Dạ, nói chung là em đã sống lại rồi, thoát khỏi bệnh viện rồi, mừng quá. Ở trong 3 ngày muốn xỉu, bệnh hoạn quá mà, bị ăn trúng virus amip, bị nhiễm trùng. Trời ơi quý vị ơi, nó khổ, nó hành em sốt 30 mấy độ. Rồi không nói được, ói, sốt rất nhiều, không ăn được gì cả. Sau mấy ngày bình phục, bác sĩ cho uống thuốc thang đầy đủ. Bữa nay em đã lén lén phóng ra quán thịt bò của tiếng luật thu thang và ăn lẩu. Quý vị có thể thấy nó hơi lạ là tại sao thịt bò mà lại ăn lẩu. Tất tại gì? Ngoài thịt bò ra nó có thịt lẩu. Giá là vậy thôi. Đây là một tòa nhà 3 tầng rộng rãi, gồm 3 quán gộp 1: thịt bò, thịt lẩu, thịt kem. Ăn xong bò rồi mò lên ăn lẩu, xong rồi cẩu xuống ăn kem. Vậy thôi. Ý, trời đất ơi, nó sôi rồi. Nói gì nữa. Trời đất ơi, bữa nay là coi như là phải trả thù lại tất cả những ngày đã đói. Đói khát. Những ngày đói khát ở trong, như để gì, bệnh viện. Trời ơi, sợ lắm. Trời ơi, cực hình. Thế vợ anh xịn đâu à? À, hai chồng mới đi cắt tóc gì. Yeah. Giờ chắc bả đâu đó, bả ngồi ở ngoài kia bả nói chuyện gì đó ai biết bả. Rồi vô rồi nè. Đây, người quý vị cần tiền. Dạ. Dạ. Trời, nốt xong rồi kìa. Dạ thưa quý vị, đây là anh vợ em, người phụ nữ đã lo lắng cho em trong những ngày em gọi là gì, thất thù. Ôi thưa, cái quay gì mà ai cho hôn hả? Anh khỏe đây rồi, đang ăn thịt bò, thịt lẩu nè quý vị. Có rảnh quý vị ghé qua đây. Đây là số mấy em? 192 Hàm Tử. Ý lộn, 7 192 Võ Văn Tần. 792 Hàm Tử là em ở trỏng ra. Dạ. 192 Võ Văn Tần, quận 3, đối diện Rạch Nam Quan, kế bên bánh mì Sông Minh. Đó. Vậy đi cho dễ hiểu. Ủa mà sao cái này chồng không làm cho em mà lời vậy, vợ phải làm cho chồng em? Cái đang livestream bà tự bà mò vô bà làm, ai bắt bà làm đâu. Chồng phải lo cho vợ tư. Bữa nay nè quý vị coi nè, cái dĩa không còn một cái miếng gì hết. Hai vợ chồng ăn ăn ngập mặt. Rớt kìa, rớt. Đây. Ăn ngập mặt. Ăn đánh rơi nhân cách. Ăn mất luôn liêm sỉ. Chủ quán sộp nói thôi tôi qua quán bạn ăn nha, đẩy ra 6 món ăn muốn xỉu luôn. Trời quá trời luôn. Hai chồng ăn 6 món đi, nghĩ đi. Điên rồi. Chủ cả này kỳ vậy. Bán sao có lời. Điên rồi, điên rồi. Quá trời. Giờ hai chồng xúm xụm con kia gì, đi Thái Lan. Đúng. Hưởng thụ. Đúng. Bạn bè qua không nín tiếp gì cả. Phải xuống 6 món ăn, ăn ngập mặt. Mới xuất hiện đừng làm đi dữ. Chữ. Nói điên ha.
đúng không em? Đúng, anh nói gì cũng đúng hết mình đó. Mình hiền đi, mình mới ra viện, mình hiền đi tu khẩu nghiệp lại chứ để chữ quá vô viện qua bệnh bác sĩ nói là ra virus tấn công, với im lặng nhẹ nhàng hiền lành. Khán giả hỏi tại sao mỗi lần mình livestream mà liên quan tới đồ ăn. Dạ thưa quý vị, thì lúc ăn mới có mình rảnh ha. Lúc ăn thì tụi em mới có năng lượng. Có năng lượng. Dạ. Cuộc sống của hai vợ chồng là sinh ra để ăn. Đúng rồi. Tại sao bà này tên là heo? Tại bà ăn như heo. Đơn giản vậy thôi. Mà vậy nha, bây giờ heo gì mà nó heo gầy như vậy, anh mới là người heo chứ không phải là em heo đâu. Hiểu không anh Sê? Ok. Không dám cãi. Không dám cãi ha. Đừng có cãi, vợ nói gì là đúng hết á. Bây giờ tôi là vợ sai đi, cùng anh suy nghĩ lại đi thì vợ đúng. Anh hiểu không? Em đừng làm vợ em. Em làm mẹ anh đi. Võ không anh em yêu? Dạ, dạ, em ăn xong bò rồi. Bên đây có món gì đó? Bò phô mai hả? Bò phô mai bầm. Cà tím, bò bầm, đẩy xúc xích vô, ú hồn. Rồi giờ đang ăn cái lẩu nè, lẩu bò phô mai Hàn Quốc. Ăn với lại canh tầm ô bảy. Canh xà lách, rau xà lách son với nấm. Em lắm, cái đũa tôi đâu? Ăn mình không à? Đây đưa cho, có gì đâu nói thiệt đi. Thiệt là nó muốn rớt nước mắt. Để làm gì? Muốn rớt nước mắt luôn à. Bây giờ là cuộc sống em là coi như là chết đi tụng lại. Cái gì vậy má? Ngon chưa? Ngon. Em ha. Sau một trận bạo bệnh coi như là chết đi sống lại. Bây giờ em đã sống lại rồi thì bây giờ em ăn đây. Xin mời. Chị cũng ăn làm vậy á. Không có thích đâu. Giờ này ăn, đã ăn, ai mà đang muốn ăn tối mà ăn được cho cái chết không? Giết, giết mình chết. Cái tóc nó rớt hết hoài à. Tóc rớt hoài à. Vậy đi cho dễ. Bây giờ em lấy cho anh miếng bò đi, làm ơn em. Miếng bò gì? Bò trong lẩu á. Không, 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 quá, anh nói bà xã. Miếng bò đi heo. Bộ tóc đã, bây giờ tóc vậy em thấy cái gì mà anh thấy lấy bò không? Là má, là má, em. Đó. Anh cột tóc xong mà nhìn em ngu dễ rồi luôn, ngu kìa. Kéo này cao cao lên là hết ngu cái gì. Em ngu à. Đó. Rồi được chưa? Được rồi. Coi coi có ai bạn bè không, gọi điện thoại được nói chuyện. Anh có bạn bè hả? Trời. Bà hỏi một câu nghe. Bà làm cho tôi trong rừng ra. Em tưởng không có bạn. Có mình em à. Bạn anh cũng bỏ anh hết rồi. Không còn ai thương anh nữa đâu. Thấy không? Nên cảm ơn tôi đi. Anh xấu tính vậy mà em vẫn chịu gặp anh là em phải cảm ơn em. Ăn đi. Ăn với tôi không? Ăn với tôi không? Ăn với tôi không? Trời ngon lành luôn á. Trời đất ơi. Nói vậy mà mở miệng cho được hả? Nè, thế nha, trước khi đồ ăn, nấu cái gì ăn nuốt vô bụng nha. Còn lời nói là phải thông qua cái não cái xử lý thì hãy vọt ra nha. Cái cô đó là con tôi hay nói mà. Kì vậy? Đừng bắt trước nha. Ba ăn dữ lắm cái gì ơi. Không có. Ăn dữ lắm. Ăn ít lắm mà. Ăn nhiều thì mới mập. Còn ăn ít như mình thì sao mập. Ừ. Đi đi nha. Tiêu đồ ăn nhiều. Tiêu biểu của ăn nhiều. Càng ngày càng phình ra, càng ngày càng mập ra. Tiêu đồ ăn nhiều á. À hả? À. Anh có biết ngày mốt là ngày gì không? Ngày gì?
Hôm nay thứ ba đó. Ừ, ngày mốt là thứ tư, ngày thứ năm. Thứ năm là ngày gì biết không? Thứ năm là ngày thứ năm. Ngày giữa tuần. Ngày thứ năm đó là ngày quan trọng nhất của cái nhân loại, biết không? Ngày gì quan trọng nhất nhân loại bà nội? Ngày quan trọng nhất của nhân loại đó, không có ngày đó là không có con người, anh hiểu không? Nói kỹ đi, là em như là khán giả sẽ biết. Không có ngày đó. Ủa các bạn, thứ năm là ngày gì? Thứ năm là ngày gì? Không có ngày đó, không có con người là ngày gì? Đó, thấy đáp án rồi đó, thấy không? À, 8 tháng 3. Đáng bà làm gì không có người bà nội? Ê, không có mẹ thì không có sao mà đẻ con được, anh hiểu không? Chắc một mình mẹ đẻ được à? Ăn đi. Ừ, chắc một mình mẹ đẻ được. Ăn đi. Phải có ba chứ. Ăn đi. Anh hiểu không? Dù sao cũng là cái sự là tồn tại của con người là hơn 50% là do phụ nữ gây ra, anh hiểu không? Phụ nữ gây ra, trời đất ơi, làm như thảm họa dịch bệnh như cho phụ nữ gây ra. Nói gì vậy, không biết thì chưa hề tốt. Dùng từ tầm bậy tầm bạ. Nói như là vậy đó, bây giờ phải tôi chỉ có nè, này đang chỉ em xài cái từ gây ra nè, thấy không? Ừ, đó, những cái sự khổ sở của đàn ông đó là do phụ nữ gây ra đó. Đó, dùng vậy là đúng đó. Những người thông minh sẽ hiểu ý của em, ok? Ừ. Còn những người không thông minh nha, thì lại không hiểu, ok? À, vậy đó hả? Dạ. Những người hiểu ý của em chưa chắc thông minh nha. Nếu mà nhân ngày 8 tháng 3, sẵn đây thì Trấn Thành với Henry cũng sẽ chúc quý vị khán giả, đặc biệt là các bà chị em phụ nữ phải tự làm đẹp nha. Em nè. Dành thời gian cho mình một chút xíu, đừng có lo chồng con nhiều quá. Bỏ một bữa không có chết đâu, sợ. Thiệt, cứ thả mấy cả ra đi. Tự đi chơi đi, gặp gỡ bạn bè đi. Shopping, mua sắm, mua nát hết tiền đi, ừ vậy đi. Bây giờ chồng cũng gửi lời cho mấy người đàn ông mà... Ờ, mấy anh cũng vậy. Thấy không, 8 tháng 3 đó, lâu lâu có một lần, thấy không, cho hết đi, tiền bạc, gì cũng vậy, quà tặng, quà cáp đẩy qua cho mấy bà shop bữa cho nó đã, thấy không, qua 9 tháng 3 rồi mình làm lại. Mình dập lại. Chồng á, chứ chồng sắp đưa tiền cho vợ hả? Ây da, tớ bụng á. Phải không? Chồng vừa mới thốt lên những cái câu rất là hay. Chóng mặt quá. Chồng phải là làm gương cho tất cả mọi người chứ. Ừ, chóng mặt. Trong mặt hả? Giờ massage cho. Bỏ đi, massage tính phí, khổ lắm. Các bạn nghe cho các bạn, chân thành, nói cái gì là thực hiện đúng cái đó. Đàn ông mà, thấy không các bạn? Đàn ông mà. À, em không chờ cái ngày mốt kê á. Ngày mốt em cũng muốn mua sắm nhiều cái. Tra tiếng lược. Có hả? Đây nè. Đây. Tra làm cái gì đây nè. Anh chị lược không có ấy được đâu. Anh chị lược đang ở nước ngoài đó. Ừ, đang thái. Đi chơi rồi. Chơi. Hôm nay mình qua đây tưởng là anh chị mời mình, ai ngờ anh chị đi chơi rồi. Đi chơi xong rồi mới đẩy đồ ăn qua đây nè. Hai chồng bác ăn 6 dĩa đồ ăn gì chủ đó. Cả đâu như kỳ cục thiệt á. Phản khoa học. Phản khoa học thiệt. Sai quá, sai. Ăn nhiều quá. Hai chồng 6 dĩa đồ ăn một cái lẩu. Trời đất ơi, cháu bò gì mà ăn dữ vậy? Heo à? À không, heo là em rồi. Có cái kem nè anh ơi, anh có mua cho em kem không? Kem gì? À, anh thích kem hả? Ở đây có thích kem nữa. Em thích kem rồi đó, anh cho em ăn. Em không thích thôi. Các bạn có thích kem không? Em ơi, hôm nay có kem sô-cô-la không em? Dạ không. Hôm nay kem sô-cô-la hết rồi, kem sầu riêng có không? Dạ có. Cho anh kem sầu riêng đi. Ừ. Vậy em
Có kem dừa không? Dạ có. Cho ăn kem dừa luôn, một viên kem dừa, dừa kem sầu. Kem sầu riêng mà em ơi, trên đó em có cái bánh hay là cái almond gì đó bỏ vô hết trong đó chị dạ. Nha, là hạnh nhân đậu phộng gì đó. Đầy đủ hết, đầy đủ hết, nha. Hết giúp mang cái cảm ơn em gái nhỏ này dễ thương nè, có chồng sớm. Trời đất ơi, cái gì vậy xìm? Chồng thiệt luôn á. Từ từ thôi, làm gì vội thế? Em gấp thịt bò cho anh ơi. Anh hôm nay con bò. Ây cô ơi, đất chú Bi trời ơi. Ây cô ơi, trời ơi, cái bánh nó bị sao mà còn bò quá trời. Đó, 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 con gái con lứa. Thứ gì? Round it, round it, round and around the bulls. Round and the bulls. Round the round and the bulls. Y cha ăn thank hết rồi nói. Nha. No quá. À. Bây giờ ăn kem cái nữa là em thấy đủ lắm rồi đó. Ừ. À quên mà. Sẵn đây. Xin các bạn vào trang YouTube của Trấn Thành Thao, trang YouTube của thằng, click đăng ký để theo dõi một cái series hài mới tên là The Call, cuộc gọi giữa đêm. Nó rất là sợ hãi, ma mị nha, trinh thám, rất hài, là hại não, rùng rợn nha, nhưng rất là hấp dẫn. Yes, đừng quên theo dõi mỗi tối thứ sáu hàng tuần vào lúc 20 giờ trên kênh Trấn Thành Thao. Sắp có rồi đó anh ơi, em quảng cáo hợp tác với em lắm anh, có chơi 9 tháng 3 là có rồi, tập đầu tiên rồi. À sao ngày phụ nữ là có rồi hả? Sao ngày phụ nữ tới ngày phụ sản là có rồi đó nha cưng nha, quý vị nha, nhớ nha. Giờ vợ chồng em ăn tiếp đây, vừa ăn mà vừa nói chuyện hồi bà rớt ra giống này nữa. Thôi cảm ơn quý vị. Ăn có kem gì? Chồng đó. Làm với chồng tá xong chồng thủy cái kem đó là tôi giết chồng luôn. Vậy ăn kem ok. Cảm ơn các bạn nha, chúc các bạn buổi tối thật là vui vẻ. Và đừng quên, ai chưa mua vé 8 tháng 3 đi xem Trấn Thành với anh Hoài Linh thì hãy đến đạp Bến Thành nhé. Mua vé đó, xem phim dây gì đạp Bến Thành. Kịch gì? Kịch người lạ ơi, Trấn Thành diễn với anh Hoài Linh và một số những anh chị em nghệ sĩ khác cái nữa. Cái đó em chưa coi. Thì đi coi đi. Anh cho em vé đi. Ok. Anh tự mua vé cho em ạ. Ok. Nhưng mà bà má tôi đó, được hết á. Nha, khỏi nói nữa. Ok. Dạ, ai chưa mua vé thì nhớ mua vé đi nha. Chúng ta mà Harry xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin cảm ơn. Đừng quên đón xem series 2 The Call. The Call, cuộc gọi giữa đêm. Cuộc gọi giữa đêm. Tập 1 sẽ được phát vào lúc 20 giờ thứ 6. 20 giờ đúng 20 giờ á? Đúng rồi, 9 tháng 3 trên kênh Trấn Thành Thao. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.